Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Dừng ngay ăn bữa kiểu này, quá nguy hiểm rước họa vào thân. Quý vị và các bạn thân mến, bưởi là một loại cây quen thuộc ở Việt Nam, được rất nhiều người ưa thích. Ăn có vị chua ngọt mát, được công nhận là loại trái cây có rất nhiều chất dinh dưỡng. Trong đó có nhiều chất có thể giúp ích cho cơ thể chúng ta. Mặc dù bưởi được xếp vào loại trái cây lành tính và bổ dưỡng, tuy nhiên nếu ăn bưởi sai cách thì trái cây này cũng tiềm ẩn vô số những rủi ro cho sức khỏe. Theo số liệu nghiên cứu quốc gia, trong thành phần dinh dưỡng của trái bưởi có nhiều loại sinh tố và khoáng chất mà cơ thể rất cần. Như vitamin C thì cho một trái bưởi trung bình là 39mg. Ngoài ra thì trong trái bưởi còn có chứa chất sắt, chất xơ, phốt pho và các loại sinh tố. Trong bưởi cũng có vitamin A rất cần cho cơ thể, nhất là đối với những người lớn tuổi mà tầm nhìn và thị giác bắt đầu giảm. Vào buổi tối thường hay bị quáng gà. Dù rất tốt cho sức khỏe là vậy, nhưng không phải ở thời điểm nào cũng có thể ăn bưởi, hoặc ăn bưởi kết hợp với loại thực phẩm nào cũng tốt. Nếu ăn bưởi sai cách, cần bỏ ngay kẻo có thể gặp họa. Ăn bưởi sai thời điểm sẽ gây nguy hiểm khôn lường. Theo thạc sĩ Lưu Liên Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, bưởi là loại trái cây tốt cho sức khỏe. Ăn bưởi sẽ giúp bảo vệ bộ não. Bưởi có chứa nhiều carotatium là loại khoáng chất mà cơ thể con người cần tới nhất. Là đối với những người uống các loại thuốc hạ huyết áp thì rất cần carotatium. Mỗi ngày ăn một trái bưởi có thể làm giảm cholesterol và triglycerin, tốt cho hệ tim mạch. Ăn bưởi có công dụng hỗ trợ cơ thể hấp thụ canxi và sắt. Loại trái cây này tốt cho phụ nữ mang thai vì có chứa nhiều acid folic rất tốt. Trong bưởi có chứa một loại flavonoid có khả năng làm giảm nguy cơ mắc đột quỵ, tăng cường chức năng huyết quản và tiêu viêm. Vitamin có trong bưởi giúp giảm các đốm sắc tố trên da nhờ có chứa vitamin C cao. Trong trái bưởi có chứa một loại chất có tác dụng đẩy nhanh quá trình tiêu đốt mỡ thừa, giúp giảm cân tự nhiên. Tuy nhiên, bưởi sẽ trở thành con dao hai lưỡi nếu bạn ăn bưởi sai cách. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu rõ tác dụng của bưởi. Tác dụng của bưởi và sức khỏe. Bưởi là loại quả xuất hiện nhiều vào mùa thu, đông. Bưởi có vị ngọt, bên trong có chứa rất nhiều dưỡng chất, thích hợp ăn vào mùa thu và mùa đông hanh khô. Trong đông y cho rằng, bưởi có công hiệu lợi cho dạ dày, là thực phẩm tiêu hóa trị hen suyễn giải rượu. Do hàm lượng vitamin C trong trái bưởi là chất hóa học của quả tự nhiên, có thể làm giảm hàm lượng cholesterol trong máu của cơ thể, đồng thời còn có lợi cho việc hấp thụ canxi, sắt, giúp tăng cường thể chất. Ngoài ra, vỏ bưởi có chứa chất glycoside mang hoạt tính sinh lý, có thể tăng độ lưu thông trong máu, giảm thiểu sự hình thành của huyết khối. Chính vì vậy, có tác dụng phòng bệnh tắc nghẽn mạch máu não. Thường xuyên ăn bưởi có tác dụng hỗ trợ việc trị liệu đối với các bệnh nhân cao huyết áp, xơ vữa động mạch, có công dụng giúp giảm béo. Vitamin B trong trái bưởi có thể giúp tăng cường chức năng của các lỗ chân lông trong da, giúp mau lành những vết thương ở ngoài da. Hơn nữa, hàm lượng calo trong trái bưởi, nó có thể giúp giảm béo, có tác dụng làm đẹp da, rất phù hợp với nguyên tắc đẹp da tự nhiên của các chị em phụ nữ. Là loại hoa quả thích hợp nhất cho sự lựa chọn của các bạn gái trong mùa đông. Trong trái bưởi có chứa chất kali rất phong phú, cho nên là loại trái cây trị liệu lý tưởng cho những người mắc bệnh thận và bệnh về mạch máu não. Hơn nữa, trong tép bưởi tươi có chứa thành phần chất insulin, cũng là một loại thực phẩm lý tưởng cho những người mắc bệnh tiểu đường. 1. Bưởi có tác dụng phòng chống ung thư. Như đã biết ở trên, bưởi rất giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, góp phần làm giảm nguy cơ stress có liên quan đến nhiều bệnh ung thư. Đồng thời, một nghiên cứu gần đây cho thấy một hợp chất trong quả bưởi được gọi là naringanin có hiệu quả chống lại ung thư tuyến tiền liệt, vì nó giúp sửa chữa hư hỏng DNA trong các tế bào tuyến tiền liệt của con người. Trong những quả bưởi màu đỏ còn có lycopene, một chất chống oxy hóa khác.
Thứ hai, bưởi có khả năng ngăn ngừa sỏi thận. Bưởi có một hợp chất gọi là dilimonine, ngăn ngừa sự hình thành và làm tan sỏi thận. Một nghiên cứu của tạp chí British Journal of Nutrition tìm thấy rằng phụ nữ uống nửa lít đến một lít nước bưởi mỗi ngày sẽ làm giảm nồng độ pH trong nước tiểu của họ, qua đó làm giảm nguy cơ phát triển sỏi thận. Tuy nhiên, nếu bạn đã được điều trị các vấn đề về thận, nước ép bưởi có thể cản trở hiệu quả của thuốc mà bạn đang xài. Bản thân bưởi không có chất béo, có chứa một số enzyme đốt cháy chất béo cao. Các nghiên cứu cho thấy chúng góp phần thay đổi nồng độ insulin, do đó ảnh hưởng đến tỷ lệ trao đổi chất cao. Thứ ba, bưởi có giá trị giảm cân, đốt cháy mỡ thừa. Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Y tế được thực hiện trên 57 bệnh nhân đã có phẫu thuật tim mạch. Một nhóm người tham gia thêm bưởi đào vào chế độ ăn uống, một nhóm khác thêm bưởi vàng và nhóm thứ ba không thêm bất kỳ một loại bưởi nào. Kết quả cho thấy rằng những người ăn bưởi đào sẽ giảm cholesterol và giảm lượng chất béo của họ. Những người tham gia vào cuộc thí nghiệm đã giảm được khoảng 1,8 kg trong 12 tuần. Dù rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên một số người chưa biết tận dụng điểm mạnh này của loại quả này mà thường dùng sai cách, khiến bưởi trở thành thực phẩm gây độc, lợi bất cập hại, tiền mất tật mang. 1. Ăn bưởi sau khi uống rượu, hút thuốc lá. Theo các chuyên gia, thì việc uống rượu, hút thuốc lá có khoảng thời gian là 48 tiếng đồng hồ mới nên ăn bưởi hay uống nước bưởi. Lý do là hàm lượng chất pyrancomarin có trong bưởi sẽ tăng sự chuyển hóa của men ruột cytochrome P450. Điều này sẽ làm tăng những độc tố của thuốc và rượu. Các chất độc này được hấp thụ vào cơ thể nhanh hơn bình thường, đặc biệt là chất nicotine và ethanol. Thứ hai, ăn bưởi khi uống thuốc. Các chuyên gia về sức khỏe khuyên rằng bệnh nhân đang sử dụng thuốc, đặc biệt là những người già và trẻ nhỏ, tốt nhất là không nên ăn bưởi hay uống nước ép từ bưởi. Đặc biệt với những người sử dụng thuốc giảm cân, sau đó ăn bưởi hay uống nước ép bưởi sẽ gây nên hiện tượng bị đau cơ, nguy hại đến thận, mắc các bệnh về thận. Người sử dụng thuốc dị ứng, ăn bưởi hay uống nước ép bưởi cùng một thời điểm sẽ gây chứng đau đầu, loạn nhịp tim, thậm chí với một số người cơ địa yếu có thể dẫn đến đột tử mà không hề hay biết. Bên cạnh đó thì những thành phần không nên kết hợp với bưởi như dung dịch siloporin, chất caffeine, canxi đối kháng, citrulline. Nếu ăn bưởi và uống nước ép bưởi cùng với các loại thuốc có thành phần như trên trong vòng 24 giờ sẽ gây hại cho sức khỏe. Vì vậy, khi sử dụng thuốc, bạn nên xem kỹ các thành phần của thuốc hay hỏi ý kiến của bác sĩ về việc kết hợp với chúng. Và đặc biệt những người này thì tuyệt đối không nên ăn bưởi, kẻo đang rước độc vào thân. Thứ ba, ăn bưởi khi đói. Bưởi chứa một lượng axit rất lớn, nếu ăn khi đói, nó sẽ làm hại dạ dày của bạn, đặc biệt với những người đang áp dụng kiểu giảm cân với bưởi. Những người này thường có ý niệm ăn bưởi khi đói sẽ làm tăng tác dụng đáng kể. Tuy nhiên, việc giảm cân thì có lợi, nhưng lại gây nghiêm trọng đến dạ dày. Nhiều người sau khi giảm cân xong lại phải điều trị chứng đau dạ dày hay bị viêm loét dạ dày. Do đó, bạn chỉ nên ăn bưởi khi đã ăn cơm hay một chút gì đó lót dạ. Như vậy, bưởi sẽ phát huy tác dụng cải thiện tiêu hóa cho bạn, đồng thời hạn chế việc tăng cholesterol trong máu. Thứ tư, ăn bưởi khi bị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Theo đông y, bưởi có tính lành, nếu ăn vào khi đang bị tiêu chảy hay đường tiêu hóa kém sẽ khiến bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Đối với những người bị nhiệt miệng hay dùng bưởi để hạ nhiệt, nếu dùng quá mức sẽ gây nên tác dụng phụ và đau bụng. Thứ năm, sai lầm khi ăn quá nhiều bưởi. Bưởi là loại quả có tính lành, nếu bạn ăn nhiều bưởi có thể dễ gây ra đau bụng. Vì vậy, bạn không nên ăn quá nhiều để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, những người mắc bệnh sau đây không nên ăn quá nhiều bưởi, kẻo tai họa ập đến lúc nào không hay. Thứ nhất, người bị suy thận. Do bưởi chứa nhiều kali nên người suy thận ăn vào sẽ bài tiết rất khó. Thứ hai, người rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy. Bưởi chứa hàm lượng lớn chất xơ và vitamin C,
Vì vậy, người bị rối loạn tiêu hóa không nên ăn nhiều. Người bị rối loạn tiêu hóa ăn bưởi sẽ khiến cho bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Thứ ba, người bị dạ dày, tá tràng. Trong bưởi chứa hàm lượng lớn chất xơ và vitamin C, người bị viêm loét dạ dày, tá tràng hay viêm tuyến tụy không nên ăn bưởi, bởi trong bưởi chứa axit. Các chất hữu cơ làm tăng axit trong dạ dày, gây chứng ở nóng và khiến tình trạng viêm loét thêm trầm trọng, nhất là bưởi chua. Thứ tư, người bị suy tim. Vì bưởi chứa nhiều kali, sức lọc của thận giảm nên ảnh hưởng đến người bị suy tim. Thứ năm, người hay bị chân tay lạnh. Bưởi có tính hàn nên không tốt cho người bị chân tay lạnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Sức Khỏe Tự Nhiên. Chúng tôi hy vọng video này sẽ giúp ích cho bạn. Và nếu như thấy thông điệp của chúng tôi hữu ích, hãy nhấn vào nút chia sẻ để nhiều người biết hơn. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để được cập nhật những video mới và hay nhất đến từ ban biên tập chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.